Mới đây, các họa sĩ Philippines đã tham dự vào một cuộc thi vẽ tranh tại chỗ giới hạn thời gian. Đây là một phần của cuộc thi vẽ tranh quốc tế mang tên Art Battle diễn ra tại thủ đô Manila. Cuộc thi đặc biệt này chỉ kéo dài 20 phút với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ vẽ tranh minh họa, vẽ tranh màu acrylic trên nền vải trắng. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các khán giả sẽ đi xung quanh, vừa chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa, vừa bỏ phiếu cho tác phẩm mà họ thích nhất. Tôi nghĩ rằng cuộc thi này thú vị bởi nó có áp lực về thời gian. Đó chính là thử thách cho các họa sĩ và cả khán giả để thực sự thử thách khả năng sáng tạo của mình. Thử thách vẽ tranh tại chỗ giới hạn thời gian này thực sự rất thú vị. Nó làm tim tôi đập thình thịch, còn khả năng sáng tạo của tôi thì tuôn chảy. Khán giả tiếp thêm động lực sáng tạo cho tôi. Biết rằng ai đó đang xem mình vẽ ở đằng sau lưng, khích lệ tôi vẽ tốt hơn. Vẽ tranh tại chỗ giới hạn thời gian là một phần của cuộc thi vẽ tranh quốc tế Art Battle đang diễn ra tại Philippines. Ngoài ra, Art Battle còn được tổ chức ở một loạt các quốc gia khác như Canada, Nhật Bản và Anh.